Kính thưa quý vị, tin từ Australia, một con cá voi lưng gù 7 mét đã được giải thoát sau khi rơi vào ổ cá mập nguy hiểm tại bờ biển Gold Coast của nước Úc vào thứ Năm. Một đội thợ đã tìm cách giúp cá voi tự giải thoát sau 40 phút. Chú cá voi đã bơi đi mất sau khi được giải thoát. Ổ cá mập thường xuyên xuất hiện trong vùng bờ biển nước Úc ở khoảng cách 500 mét tính từ bờ biển và nằm phục ở đó từ độ sâu 10 mét.